môn tin học văn phòng Thế thì à, chúng ta xem qua cái đề Bài lắp số 2 Bài 1 của bài lắp số 2 thì sẽ có yêu cầu như thế này Đúng không các bạn? Tức là chúng ta mở một file mới để soạn thảo theo nội dung như thế này Tóm lại nó là định dạng trong khuất, Đúng không các bạn? Thế thì bây giờ làm thế nào để xử lý được cái đấy? Thì các bạn mở à, Nói chung là về cái phần à, ở, viết cái đoạn này thì các bạn tự viết nhé Bạn viết một cách bình thường giống như cái bài thơ tình ở cái à, bài lab trước chúng ta làm ấy ạ thế thì uh, khi bạn viết ra thì nó sẽ có hình ảnh như thế này thầy ví ví dụ mình ví dụ như là cái đoạn này thì chính là cái đoạn các bạn vừa viết nhé cái đoạn này mình vừa viết nhé vấn đề ở đây nó chỉ là làm thế nào để chúng ta chèn cái ký tự này vào đúng không ạ đây cái ký tự này, Đấy, làm sao để chèn được ký tự này vào này đúng không ạ ok thế làm sao để chúng ta chèn được ký tự đấy vào thì nó rất là đơn giản đấy, đúng không các bạn thế bây giờ chúng ta uh, chúng ta để ý này ví dụ ở chỗ này chúng ta đặt trò, trò chỗ này đúng không chọn chuột vào cái chỗ nào các bạn muốn chèn ấy, các bạn vào insert đúng không? Các bạn chọn cho mình cái phần mở rộng nó ra thì nó sẽ có rất là nhiều thứ. Đây, mở rộng ra này cho nó dễ nhìn này, đúng không ạ? Bạn sẽ thấy ngay là có phần drop card này, drop cap này. Các bạn nhìn thấy ngay đây là cái chỗ các bạn muốn thế này đúng không? Nếu bạn mở rộng ra bạn sẽ thấy này, bạn muốn chèn kiểu này đúng không? Hay chèn kiểu này. Chèn kiểu này đúng không? Thì kiểu này là kiểu đúng nhất đây này. Đấy. Đấy, thế thì chúng ta đã chèn được cái chữ A ở đằng trước này, đúng không ạ? giống như là chữ gì chữ V kép ở đây đúng không các bạn đúng không ạ nếu bạn muốn đấy có thể là bạn à, à, mình ví dụ như là thế này thôi này đi ví dụ như là bạn đây chẳng hạn như thế này nhé ví dụ như thế đúng không thế thì bây giờ làm sao để chèn được cái chữ đấy vào thì mình cứ đặt con trò chuột ở đây đúng không bạn chọn drop card này chọn kiểu như thế đúng không như vậy là nó sẽ được cái chữ V kép tương ứng nếu bạn có thể kéo rộng ra gì tùy theo gì ý mình muốn Ok. Thì đây chính là cái yêu cầu đầu tiên của bài lab 1. Bài 1 của lab 2 nhé. Chúng ta đã làm thành thành công rồi. Tiếp theo, chúng ta cần chèn các ký tự đặc biệt. Đúng không ạ? Các ký tự đặc biệt đấy là gì? Ví dụ như là cái chỗ này gì đúng không các bạn? Đấy, biểu tượng quyển sách cái gì đấy. <laughs> vân vân. Thế thì bây giờ để làm cái việc đấy thì nói chung là có rất nhiều là rất rất nhiều cách bạn có thể thêm những cái biểu tượng này vào. Tuy nhiên là cách mà dễ nhất ấy là ví dụ như bạn cần chèn thì ví dụ bạn đặt con trò chuột vào chỗ cần chèn này và chọn boy đúng không? sim symbol chẳng hạn, bạn sẽ tìm thôi đúng không? ví dụ như là cách tìm như thế này, mình sẽ tìm từ cái này đúng không? mình quét qua một lượt xem nó ở đâu đúng không? tìm đến cái này quét qua một lượt xem nó ở đâu đúng không? vân vân, thế thì bạn có thể là tìm đến những cái chỗ như thế này đúng không? thì cũng sẽ có những cái 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 biểu tượng nào đẹp đúng không? vân vân, đấy, ví dụ mình muốn chèn biểu tượng này chẳng hạn đúng không? Bạn insert vào Đúng không? Đó tức là gì? Nó có ngay cái biểu tượng đấy Đúng không? Vân vân Bạn muốn chèn biểu tượng Quyển sách gì đấy Rất là dễ đúng không? Đây insert vào Chưa nhỉ? Vân vân Chèn số điện thoại gì đấy Insert vào Đúng chưa? Ok Bạn lưu ý nhá Phần winding này Đúng chưa Đấy chúng ta lựa chọn như thế Chúng ta đã lấy được những cái Ký tự mà các bạn muốn đúng không? Ok Xong yêu cầu Số 2 của Bài 1 của lớp 2 Tiếp theo yêu cầu tiếp theo là chúng ta gì chèn cái chữ này vào đúng không thì chúng ta chỉ chèn cái word art vào thôi thế thì làm thế nào để làm việc đấy nó cũng không khó khăn lắm chúng ta đã giả sử chúng ta chuột ở đây đúng không chúng ta sẽ chọn là gì word art đúng không ok đấy, ví dụ như bạn muốn chọn cái kiểu chữ như thế này đi đúng không ok bạn gõ cái gì đấy cũng được nhưng sau đó bạn chọn cái kép uh, sườn ví dụ bạn có thể để thế này để thế này để thế này để thế này để thế nào cũng được đúng không vân vân đấy ví dụ như thế này muốn muốn chè đâu chè đúng không đấy, ví dụ như là giả sử bạn đầu tiên bạn gõ chứ đã word hai nghìn ba này đúng không đúng không? ok sau đó thì bạn gì chọn cái position thôi đây hay, đây hay ở đây hay ở đây hay ở đây hay ở đây tùy các bạn đúng không vân vân hoặc là chúng ta có thể chọn những cái phần này đấy tùy bạn bạn chọn đâu cũng được thì đây có hai cái chỗ là position này có góc tích này để cho bạn thì bạn chọn cái vị trí của nó ví dụ mình chọn đây đi thì nó sẽ có hình ảnh như thế này đúng không các bạn ok thì đây là cách thứ nhất nói chung là làm bài này thì có rất nhiều quan điểm nhiều cách làm tuy nhiên là tùy vào cái, cái 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 ứng dụng cái khả năng và cái ứng dụng bạn đã làm quen hay không và chúng ta sẽ có những cách khác nhau mình xin trình bày thêm một cách nữa ví dụ bạn không dùng WordArt mà bạn dùng cái um, chẳng hạn như cái đấy thì đương nhiên là dùng WordArt rồi nhưng bạn có thể định vị theo một cái cách khác ví dụ bạn vào insert này bạn chọn cho mình cái ví dụ bạn muốn nói chỗ này đúng không ok thì bạn chọn cho mình cái tích bóc vào đây đúng không tích bóc này đấy chọn này đi ví dụ cái này nhé cái này đi cái này đi ok đấy như vậy cái này nó hay ở chỗ là bạn kéo đi đâu thì chữ nó phải xoay theo đấy bạn thích đặt động đặt nó cơ động hơn là cái kia rất nhiều đúng không ok nhưng về cách viết tách thì bạn có thể cái tách trực tiếp vào đây đúng không hoặc là sau này bạn bạn à, nếu bạn không thích ý thì bạn có thể xóa đi ví dụ tức là cái tích bóc này với mục đích ý là chỉ là để chúng ta làm gì các bạn mục đích ý là chỉ là để chúng ta à, có nghĩa là định vị định vị cái vùng mà cần dành cho cái 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 cái, cái word art cái thôi đúng không đấy cái cái chỗ này bạn có thể đổi màu cho nó một cái màu nào đấy nếu bạn muốn đúng không ví dụ như bạn không thích bạn chọn phim này đây nó có thể chọn là đâu no phim đi đó, như vậy chúng ta được cái vùng trắng ở đây chả liên quan gì cả đúng không thế bây giờ chúng ta mới dùng gì word art chúng ta insert này rồi word art vào đây đúng không ví dụ bạn thích cái cái, cái chữ đây nó bạn kéo vào đây thế là chả ảnh hưởng như cả đúng không bạn sẽ ghi vào đây là word 2003 chẳng hạn đấy đây là cái thứ hai thì bạn có thể đặt ở trong vùng này cũng được đúng không bây giờ bạn muốn thì bạn có thể kéo cái vùng này đi đâu thì bạn kéo ok bạn kéo thích kéo chỗ nào thì cái chữ nó sẽ phải tránh ra để cho bạn 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 dừng lại đúng không ví dụ đây thế bây giờ mình mới lại thích thì cái phần good app này thì mình kéo theo đúng không vâng đấy thì đây chính là cái bài tập số 1 thì cái này nó tùy vào cái cách các bạn định dạng bạn bỏ thời gian là bạn làm thôi nhưng mà đấy ý bài tập số 1 có ba kỹ năng đấy kỹ năng số 1 là chúng ta dùng mình nhắc lại này kỹ năng số 1 kỹ năng số 1 chính là chúng ta chèn cái này vào đúng không Kỹ năng số 2 là chúng ta chèn cái ký tự đặc biệt vào kỹ năng số 3 chúng ta dùng word art Đây có ba kỹ năng này đúng không? Đấy, kỹ năng số 1 thì rất là dễ rồi đúng không? Mình cũng đã hướng dẫn rồi thì chỉ nhắc lại thôi. Thì chúng ta sẽ à, vào cái vùng đặt con trỏ chuột này đúng không? Chọn cái phần insert, tất cả đều phải vào insert, chọn drop card này đúng chưa nhỉ? Kỹ năng số 2 là kỹ năng chèn cái 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 biểu tượng này chúng ta dùng symbol này, các bạn nhé. Symbol này. Đấy. Chúng ta chọn định vào đây đúng không? định vào đây kỹ năng số 3 là cái bạn trường dùng word thì bạn cứ kéo word vào thôi đúng không ok thế thôi và thậm chí nếu bạn muốn có thể dùng thêm cái cái tích bóc này để chúng ta thì chúng ta định vị cho nó cơ động hơn cả word art, đúng không sau đó bạn lại đưa cái word vào cái phần tích bóc cũng được không ảnh hưởng gì tất nhiên là làm thế thì nó sẽ cái file word nó hơi nặng đúng không nhưng mà à, nói chung là tùy các bạn các bạn có thể làm như thế nào cũng được hoặc là trên lớp các thầy cô mà hướng dẫn như thế nào rồi thì các bạn có thể là sửa theo ý của các thầy cô vân vân nhưng mà về các bạn là để mà đạt yêu cầu Ồ, thì bạn làm như thế là đạt yêu cầu ok xin cảm ơn các bạn đã theo dõi